Vì sao nhân sự tân chủ tịch nước là một trong ba nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 10? Vào ngày 18 tháng 9, Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 sẽ diễn ra sớm hơn thông lệ so với thời gian ngắn hơn dự kiến. Một trong ba nội dung quan trọng của hội nghị lần này là công tác nhân sự. Đáng chú ý, Trung ương Đảng lẽ ra sẽ giới thiệu chức danh chủ tịch nước để kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 phê chuẩn. Ngay sau khi kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội khóa 15 kết thúc, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã đưa ra thông báo Quốc hội sẽ bầu lại chức danh chủ tịch nước tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 tới đây. Ông Tô Lâm hiện nay đang giữ hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Như vậy, việc Quốc hội sẽ bầu lại nhân sự chủ tịch nước cho thấy hệ thống chính trị của Việt Nam sẽ quay trở lại với bộ tứ quyền lực hàng đầu, với tên gọi là tứ trụ như trước đây. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự thất bại của ông Tô Lâm cũng như phe cánh trong nỗ lực kiểm soát toàn diện bộ máy đảng, nhà nước, chính phủ cũng như Quốc hội. Việc phải bàn giao lại chức vụ chủ tịch nước là điều mà ông Tô Lâm dường như hoàn toàn không muốn. Một lần nữa, chức danh chủ tịch nước Việt Nam lại là chiếc ghế nóng có rớp, chưa ngồi nóng ghế đã sớm gãy là điều có thật. Trong vòng chưa đầy 2 năm đã có hai chủ tịch nước phải ra đi. Đây là điều vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm không tiếp tục kiêm nhiệm chức chủ tịch nước như tính toán ban đầu, đây là vấn đề đã từng có tiền lệ. Cuối năm 2018, sau khi chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải kiêm nhiệm ghế chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa hai chức danh lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Trung Quốc. Nhưng ông Tô Lâm khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an đã rốt ráo thâu tóm quyền lực trong bộ máy Đảng cũng như bộ máy Nhà nước thông qua việc loại bỏ các đối thủ đã là ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế Tổng Bí thư, bất kể là các nhân sự được cố Tổng Bí thư tín nhiệm hay không, hay đe dọa bắt bớ với các lãnh đạo cấp ủy viên Trung ương Đảng có thái độ không đồng tình. Điều đó đã khiến cho đông đảo tập thể Bộ Chính trị và Ban Bí thư càng có nỗ lực đòi hỏi phải duy trì nguyên tắc phân quyền trong tổ chức. Lý do là tránh để tập trung quyền lực quá lớn vào một cá nhân ông Tô Lâm. Từ đó sẽ dẫn đến tình trạng độc đoán, độc tài trong đảng, trái với tinh thần tập thể lãnh đạo. Vậy ai sẽ là người thay ông Tô Lâm trên cương vị chủ tịch nước này? Theo giới phân tích đánh giá, Đại tướng Lương Cường là ứng viên nặng ký nhất cho vị trí này. Đồng thời, vị trí này sẽ là bước đệm để ông Lương Cường đua nhau tranh chức Tổng Bí thư với ông Tô Lâm tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Đáng chú ý, Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư dù không còn phục vụ trong quân đội, nhưng vẫn được đánh giá là người đại diện cho lợi ích của phe quân đội trong Bộ Chính trị. Cụ thể, thành viên Bộ Chính trị hiện nay 15 ủy viên, trong đó có 6 nhân sự xuất thân từ công an, trong khi chỉ có 3 nhân ủy viên xuất thân từ quân đội. Đây là điều đã khiến cho một bộ phận chiếm số đông trong giới chức tướng lĩnh quân đội hết sức không đồng lòng. Đây là giải pháp rút củi đáy nồi nhằm giải tỏa dư luận về sự lấn lướt quyền lực của ông Tô Lâm đã phá vỡ sự cân bằng quyền lực giữa công an và quân đội. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng phe quân đội có thể châm trước hay bỏ qua khi Tổng Bí thư Tô Lâm chịu lùi bước. Nhưng bà lãnh đạo Bắc Kinh chắc chắn sẽ không buông tha những kẻ cứng đầu như Tô Lâm. Phe quân đội lại rung cây vụ Xuân Cầu. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phản ứng ra sao đây? Câu chuyện về tập đoàn Xuân Cầu của ông Tô Dũng chính là em trai của ông Tô Lâm nổi lên vào tháng 7 năm 2024. Nhưng sau khi ông Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương suy tồn, trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, dư luận về tập đoàn Xuân Cầu cũng đã biến mất. Báo Chính phủ vào ngày 18 tháng 9 đưa tin đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc Thường vụ Quân ủy Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Bản tin cho biết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quân đội. Trong bối cảnh Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 khai mạc sớm trước thời hạn để giải quyết các mâu thuẫn trầm trọng giữa các phe công an của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với giới chức tướng lĩnh quân đội hàng đầu. Nguyên nhân sâu xa được cho là sự lấn lướt quyền lực quá mức của ông Tô Lâm đã phá vỡ tính cân bằng quyền lực giữa công an và quân đội. Lâu nay công luận thấy rằng lực lượng tướng lĩnh quân đội là đối trọng duy nhất có thể kiềm chế và điều chỉnh quyền lực của ông Tô Lâm. Trong khi đó, phe quân đội cho rằng theo quy định của điều lệ đảng, người thay thế cho cố Tổng Bí thư điều hành đảng tạm thời phải là thường trực Ban Bí thư, nghĩa là về danh chính ngôn thuận, người thay thế tạm thời quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải là Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư, chứ không phải ông Tô Lâm. Việc ông Tô Lâm tự cho mình có quyền thay thế Tổng Bí thư tạm thời đã tạo nên một sự bất hòa lớn trong nội bộ của đảng.
đặc biệt là đối với giới chức tướng lĩnh quân đội. Việc ông Tô Lâm cố ý làm tắt như vậy để giành quyền là người giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương Đảng kế tiếp, cũng như nhân sự Tổng Bí thư cho Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới. Ngoài ra, ông Tô Lâm cũng bị đánh giá là một lãnh đạo không đủ tư cách, phẩm chất và đạo đức để có thể giữ cương vị Tổng Bí thư, vẫn là vấn đề khó khăn và thách thức nhất. Chắc chắn Thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ triệt để khai thác và tiếp tục châm ngòi để kích động sự phản đối mạnh mẽ hơn nữa trong giới chức lãnh đạo quân đội. Vụ phe quân đội cáo giác là Đại học Fulbright Việt Nam đã lên kế hoạch chuẩn bị cho việc làm cách mạng màu, được cho là nằm trong kế hoạch vừa kể trên. Mới nhất vào ngày 17 tháng 9, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ điều tra các vụ án do Thường vụ Quân ủy Trung ương trực tiếp chỉ đạo theo dõi. Điều này liệu có liên quan gì đến việc mở đường để chuẩn bị điều tra tập đoàn Xuân Cầu của ông Tô Dũng là em trai của Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Tô Lâm hay không? Trước đây có nhiều tin đồn cho rằng lãnh đạo Bộ Quốc phòng gây sức ép để cơ quan điều tra hình sự quân đội lật lại hồ sơ thanh tra tập đoàn Xuân Cầu Hồ Đình của em trai ông Tô Lâm. Tập đoàn này đã liên doanh với công ty Cityland, một sân sau của các tướng lĩnh quân đội, để chiếm và sử dụng hàng chục hecta quỹ đất vàng tại khu vực Đài Phát thanh Mễ Trì ở trung tâm thủ đô Hà Nội nhằm trục lợi và làm giàu bất chính. Từ trước đến nay, ông Tô Lâm đã nhiều lần giúp đỡ cho tập đoàn Xuân Cầu Hộ Đình có giá trị tài sản đến hàng chục tỷ đô la của em trai Tô Dũng. Liệu phe tướng lĩnh quân đội có sử dụng đòn đánh cuối cùng vào cái gọi là tử huyệt để hạ gục Tổng Bí thư Tô Lâm trong thời gian sắp tới hay không? Hay vào thời điểm các hội nghị trung ương cuối cùng của Đại hội lần thứ 13, khi bàn về chủ đề nhân sự chủ chốt cho Đại hội Đảng lần thứ 14. Nội bộ phe Hưng Yên của Tổng Bí thư Tô Lâm đang bất ổn và suy yếu, sự thật hay tin đồn? Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã sớm nhận ra những phản ứng của phe quân đội đang được hậu thuẫn bởi Bắc Kinh là mối đe dọa thực sự. Đó là lý do ông buộc phải hòa hoãn với phe quân đội, chấp nhận nhường lại ghế Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương 10 sẽ diễn ra dự kiến vào đầu tháng 10 tới. Điều đó cho thấy tham vọng muốn độc chiếm quyền lực cao nhất trong đảng của ông Tô Lâm theo mô hình nhất thể hóa bước đầu đã phá sản. Trong khi đó, tham vọng tạo thành phe Nghệ Tĩnh nhằm dỡ bỏ toàn bộ hệ thống nhân sự sâu rộng do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại cũng đã dậm chân tại chỗ. Các nhân vật cộng cán như Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc hay Trần Hồng Hà vẫn bình an vô sự. Điều đó cũng cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm đang ở tình thế lực bất tòng tâm. Nói cách khác, ý định giải quyết và thâu tóm các phe phái trong đảng của Tổng Bí thư Tô Lâm là tham vọng quá tầm. Ông Tô Lâm, từ một ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, đã nhanh chóng nắm giữ hai vị trí hàng đầu tứ trụ trong vòng có 73 ngày, không hơn không kém. Truyền thông nhà nước đồng loạt tung hô rằng Ban chấp hành Trung ương tại hội nghị bất thường vào ngày 3 tháng 3 nhất loạt suy tôn Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư với tỷ lệ tuyệt đối 100%, chắc chắn là điều không có thực. Và chỉ sau hơn một tháng trên cương vị Tổng Bí thư, trước những phản ứng cứng rắn, kiên quyết của lập trường quân đội là trung tâm quyền lực đã buộc Tổng Bí thư Tô Lâm phải chủ động nhường lại chức Chủ tịch nước cho phe quân đội vào thời gian tới. Đây là bước thụt lùi đáng kể của ông Tô Lâm và phe cánh Hưng Yên của ông ta. Trong khi đó, ban lãnh đạo Bắc Kinh cũng có nhiều chỉ dấu bất thường cho thấy họ đã và đang công khai can thiệp sâu vào nội tình lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam khi thể hiện lập trường ủng hộ các tướng lĩnh quân đội trong việc phản đối xu thế thần Mỹ. Nguồn tin nội bộ của Thời báo mới đây tiết lộ ông Tô Lâm và phe cánh đang giáo diết xúc tiến một kế hoạch xâm nhập vào Đức để thực hiện kế hoạch đưa bà trùm Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam tự thú như trường hợp của Trịnh Xuân Thanh trước đây. Nguồn tin cho biết mới đây Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đã có chuyến công du sang Belarus, mục đích là phối hợp với cơ quan tình báo Nga cũng như cơ quan an ninh Liên bang Nga để mà bắt bằng được bà Nhàn IEC. Vẫn theo nguồn tin của Thời báo.de, trong bối cảnh thế và lực của ông Tô Lâm và phe cánh đang suy yếu, chiến dịch hạ bệ Thủ tướng Phạm Minh Chính thông qua con bài Nhàn IEC có nhiều điểm mới, cụ thể như sau. Bộ Công an Việt Nam đã kích hoạt cơ sở nằm vùng tại Hungary của Cục Tình báo B04, đồng thời tăng cường nhân sự thâm nhập vào Cộng hòa Liên bang Đức thông qua con đường du học, học nghề hay nâng cao tay nghề. Nguồn tin cho rằng dự kiến thời điểm tiến hành vào lúc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sang Hoa Kỳ dự kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Trong khi đó, mâu thuẫn trong nội bộ nhóm lãnh đạo của phái Hưng Yên đang trở nên trầm trọng, đặc biệt là mối quan hệ giữa Bộ trưởng Lương Tam Quang và Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc. Tờ Thời báo.de cũng chưa thể kiểm chứng được các thông tin kể trên. Cũng xin nhắc lại kế hoạch tiếm quyền của Tổng Bí thư Tô Lâm với ý đồ thiết lập một hệ thống lãnh đạo cấp cao, chủ yếu là các nhân sự đi lên từ công an, đã thành hiện thực. Đây được cho là lý do khiến cho phe tướng lĩnh quân đội bất bình và cương quyết không chấp nhận. Tuy nhiên, thời gian từ nay đến đại hội lần thứ 14 còn khoảng 15 tháng, đủ dài để các nhân vật và phe cánh trong đảng bằng nỗ lực cao nhất của mình lật ngược lại thế cờ. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin nội bộ phe Hưng Yên của Tổng Bí thư Tô Lâm đang bất ổn và suy yếu. Sự thật hay tin đồn? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de